đặc công rừng xác, những trận pháo làm dung chuyển nội đô. Lịch sử nhân loại, đoàn 10 đặc công rừng xác được lệnh pháo kích vào những trung tâm đầu não của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu như dinh độc lập, tòa đại sứ. Để không ngờ rằng, Việt Cộng lại có thể đưa pháo vào tận nội đô pháo kích làm dung chuyển nơi được gọi là thủ phủ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khiến Mỹ nghị hoảng loạn. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 1966, ngày mà Nguyễn Văn Thiệu gọi là Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa và chúng tổ chức buổi lễ diễu binh diễu hành long trọng tại dinh độc lập có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cao cấp Mỹ, Ngụy. Ở thời khắc đó, sau khi Ngụy Trang chu đáo trận địa pháo, các chiến sĩ đặc công thực thi nhiệm vụ đặc biệt đã mở chiếc đài bán dẫn lên để nghe diễn biến buổi lễ meeting kỷ niệm Quốc Khánh của chính quyền Sài Gòn. Đơn vị kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Nguyễn Cao Kỳ lên lễ đài tuyên bố khai mạc. Lấy giọng nói của sứ ngôn viên Ngụy làm đích, thời cơ có một vừa đến chỉ huy bình tĩnh ra lệnh bắn. Tiếng nổ rồn dập liên hồi nã chúng tầm ngắm khẩu pháo. Với 20 quả đạn ngắm chúng đích đã tiêu diệt hàng trăm tên địch đa số là tướng lĩnh, nhiều lãnh đạo cao cấp Mỹ, ngụy hốt hoặc. Bằng mắt thường quan sát thấy khói bốc mù mịt nơi mục tiêu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trong vòng vây của nhiều loại máy bay, tàu chiến, bộ binh, biệt kích, trực thăng đổ quân án ngữ truy đuổi giáo giết, toàn đội đặc công đã khéo léo luồn lách giữa thanh thiên bạch nhật, lúc thì nhấn chìm xuồng lúc lại tắt cạn nước leo lên. Sáu con người gắn bó với nhau là một chết sẽ cùng chết, sống cùng sống. Sau 19 tiếng đồng hồ bơi lội, lặn ngụp dưới lòng sông, họ đã trở về an toàn. Từ những trận đánh làm thất điên bắt đảo và bè lũ tay xa chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và đội quân xâm lược, gây chấn động lầu năm góc đã đưa đặc công rừng sát trở thành lực lượng nguy hiểm trong con mắt đối phương, khiến chúng luôn nâm nớp lo sợ không biết mình sẽ bị đột kích lúc nào. Mỹ, Ngụy dùng đủ mọi thủ đoạn, kế sách nhằm tiêu diệt lực lượng đặc công rừng xác đang đóng đô ở vùng ven Sài Gòn. Chúng giải chất hóa học làm sơ xác rừng xác, liên tục những trận càn phát quang dừa nước, cây xanh bụi rậm mà chúng tình nghi là vì cộng có thể ẩn nấp. Một thời, rừng xác chỉ còn trơ mỗi mặt nước trắng xóa, minh mông không một bóng cây xanh nhưng lính đặc công vẫn phát triển lớn mạnh. Người này ngã xuống, người khác đứng lên, một tấc không đi, một ly không rời quyết tâm bám trụ căn cứ để làm nên những chiến thắng có thật mà như huyền thoại vào một đêm cuối tháng 8 năm 1968, từng đợt chớp còn lại rớt sau trận mưa giữa mùa lóe lên soi dọi mặt sông đang có hàng chục lùm cây từ từ trôi ngược dòng nước chảy. Chỉ cần đứng xa hàng chục mét không ai có thể ngờ rằng đó là những chiếc ghe đầy áp súng đạn vào người. Những mái dầm, mái trèo khuôn nước hối hả bằng những cánh tay cật lực làm thành những vệt sáng lóe lên của dòng nước mặn. Những tàu tuần tiễu hải quân Mỹ, ngụy liên tục khạc lửa như điên vào các lùm cây, đám lục bình trôi trên sông, trên trời máy bay gầm gừ. Đây là vùng nách của Sài Gòn nên các chiến sĩ đặc công phải lần lút trong rừng, hành quân sát mép rạch, chịu đựng đói khát, giá lạnh nhiều ngày liên tục. Lê Bảy, với trọng trách là người chỉ huy trận đánh, hầu như không chợp mắt đêm nào. Bằng kinh nghiệm dày dạn trong nhiều trận đánh nhưng lần này thì khác. Để đưa được pháo vào nội đô là cả một kế hoạch có thể hy sinh tổn thất nhiều, đôi mắt người chỉ huy luôn dương cao, vòng chán hẳn nhiều nếp nhăn căng thẳng. Lần này, Dừng sắc không phải là lá chắn hữu hiệu đối với những quả pháo lớn có độ sát thương cao này vì toàn sinh lầy sông rạch lại bị pháo địch cày sơ xác tiêu điều một đồn bảo an đóng cách vài trăm mét dân vệ dày đặc trong ấp chỉ cần một tiếng ho cũng có thể bài lộ bốn đêm liền thức trắng người pháo đạn len lỏi qua tất cả các tuyến bố phòng dày đặc ban ngày họ phải chui vào góc ráng để tránh né trực thăng đầm già soi mói ra soát liên tục những lúc thủy chiều xuống lòng sông chưa đáy toàn bộ đội hình phải dầm mình xuống đẩy kéo pháo đi như những cọc bùn di động. Ngoài dần, nhích dần từng thước một tiến đến trận địa mặc cho pháo đạn máy bay chi chít trên đầu. Họ phải dầm mình trong bùn nước dưới cái lạnh tưởng chừng như cắt da cắt thịt, cái đói cào xé rượt gan, khát khô cả cổ. Những hơi thở nồng ấm của đồng đôi thỉnh thoảng lại thì thào bên tai, ráng lên, ráng lên, gần tới đích rồi. Nước sông đang lên dần thì cũng là lúc đoàn xuồng chở vũ khí vừa cập bến. Quên cả mệt nhọc, mọi người lao vào công việc của mình, vác đạn lên bờ chuẩn bị thước tầm thước ngắm. Những hàm răng đánh vào nhau cầm cập, quần áo ướt sũng, bùn đất nhầy nhụa khắp người nhưng công việc vẫn cứ thoăn thoắt. Rồi cũng đến đích, pháo đã nằm trên bệ ở địa điểm tập kết chờ lệnh. Về đêm, RG đã điểm, lập tức những vệt lửa sáng rực một góc trời tiếp theo là những tiếng rít không khí lao xé màn đêm tĩnh mịch. Nội đô Sài Gòn rực lên một màu hồng kèm theo những tiếng nổ ầm vang cả một thành phố bị đánh thức bởi tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Song xuôi, đội hình nhanh chóng xuống e dạp mình quạt nước vun vút lao đi nhờ mức thủy chiều lên cao. Một trời pháo sáng của địch vọt lên chơi vơi, xoay rõ từng hàm răng cắn chặt vào môi, những cánh tay các chiến sĩ đặc công xảy ra khu mạn thuyền thoan thoát. Nhân dân trong các ấp chiến lược bị đánh thức, họ mừng vui hò reo hoan hô náo động khắp vùng. Sau những phút bất ngờ hoảng loạn bị pháo kích tập kích vào những địa điểm trọng yếu, đầu não của Mỹ, Ngụy, bọn địch điên cuồng phản kích. Tàu chiến giải quân dày đặc bao vây từ phía. Máy bay thành hàng trên bầu trời nhà đạn đổ quân truy quét loạn xạ. Hàng trăm tiên địch đổ bộ lùng sục soi bới khắp nơi nhưng chỉ thấy những vết đạn cháy xém của hỏa tiễn vừa phóng đi. Chúng cho rằng Việt Cộng dù có cánh cũng không thể thoát khỏi nơi đây khi cột khói vẫn chưa bốc cháy hết. Trước khi xuất kích cho trận đánh sáng ngày 1 tháng 11 năm 1966, các chiến sĩ đặc công đã tuyên thệ quyết tử. Họ coi đó là ngày dỗ của chính mình vì đã lường trước được sự nguy hiểm. Cả một bộ máy chiến tranh của quân xâm lược thời kỳ đó cũng không thể nào hiểu được Việt Cộng có thể bắn vào đó bằng gì với vòng vây tầng tầng lớp lớp của hơn 300.000 lính Hoa Kỳ. Sài Gòn gia định mà vẫn bị nện trong một trận tơi bời khói lửa. Để đạt được chiến thắng vang dội đó, cả một tiểu đội pháo thủ phải cải trang thành lính địch, luồn sâu vào nội đô, lách địch dầm mình dưới sông nước hàng tháng trời để tìm, đo đạc để đến được mục tiêu chỉ cách năm cây số. Pháo đạn cống trên vai, đội trên đầu phải nhịn đói nhịn khát di chuyển cho kịp thời gian quy định. Sau sự kiện đó, phóng viên hãng AFP nhận xét đường đạn Đại Bác đã bắn trúng chu vi đường kính 300m thuộc khu Diễu binh Đây là một đòn lớn đánh vào kế hoạch của chính phủ định Phu Trương ở thành phố. Cuộc pháo kích đã gây ra những cảnh hoàng sợ khủng khiếp và chứng tỏ rằng Việt Cộng đã có thể mang vũ khí nặng vào đến thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Từ khi xảy ra trận pháo kích cho đến mấy ngày hôm sau. Những người cầm đầu chính phủ Việt Nam Cộng hòa và ngài đại sứ Hoa Kỳ hai bên đều xấu hổ ngượng ngùng bởi những biện pháp an ninh mà họ nói là đặc biệt hữu hiệu đã trở thành vô hiệu.